Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về bổ sung kinh phí để mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19. Theo đó, bổ sung hơn 7.650 tỷ đồng cho Bộ Y tế để mua và sử dụng 61 triệu liều vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất của Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam, bao gồm 30 triệu liều, và do Pfizer sản xuất 31 triệu liều. Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý sử dụng 37 tỷ đồng trong tổng số 1.237 tỷ đồng đã bổ sung cho Bộ Y tế để chi đối ứng cho việc tiếp nhận, vận chuyển, phân phối, thuê kho bảo quản vaccine, mua vật tư tiêm chủng cho các lô vaccine phòng COVID-19 do COVAX Facility hỗ trợ, vaccine viện trợ, tài trợ của nước ngoài. Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19 theo đúng quy định của pháp luật. Được biết đến nay, cả nước đã tổ chức tiêm chủng cho khoảng gần 3,8 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó hơn 193.000 người đã được tiêm đủ 2 mũi.